Dạ thân tổng chào cả nhà nha, rất vui khi cả nhà đã quay lại kênh Vua Khỉ Miền Tây. Thì hôm nay thân có mặt tại khu dân cư Tân Thành Lập của phường Phú Mỹ của quận 7 thành phố Hồ Chí Minh cả nhà. Thế thân quay ba cái tầng cùng với chú Đường và bác Cường cưa hai cái cây tràm bông vàng nó bị chết nha cả nhà. Đây. Hai cây này một cây nhỏ, một cây và một cây rất là to luôn. Hiện tại thì chú Đường với lại bác Cường thì đang chặt đẻo cái da của cái cây á cả nhà, để hồi cưa không bị lục lưỡi cưa. Hai cây này thì cưa hạ gốc luôn cả nhà ơi. Bác nói cái cây lớn bên phía bên đây thì chết mới có mấy tháng à. Còn cái cây này chắc chết lâu hơn rồi cả nhà. Tại vì tổng thấy nó không còn cái nhánh cái lá nào nữa. Còn cây bên đây thì có còn một mớ lá nè. Còn mớ lá tươi tươi. Bên đây không còn cái lá nào luôn. Nãy gốc cây lớn này toàn đo gần dưới gốc á. Thì 250 hoành cả nhà. Rất là to luôn. Cái tràm bông vàng mà cỡ đó cũng thuộc dạng hàng ít rồi cả nhà, hàng muốn hiếm rồi đó. Bên đây là ba cái tầng đang leo đó, là cây tràm bông vàng lá nhỏ. Còn bên đây là tràm tai tượng nè, lá to hơn thì gỗ nó sẽ không tốt bằng cây tràm lá nhỏ nha cả nhà. Tại cây tràm lá nhỏ thì nó lâu lớn hơn cây tràm lá bự á. Nên phần thịt nó không có tốt bằng cây lá nhỏ. Hai cái nhánh đó có hai nhánh rất là to về vào cái cây bàng bên dưới nè. Cây bàng với lại một cây tràm bông vàng. Cái cây lớn này á cả nhà có nhánh ve ra đường dây điện ba pha ngoài này nè. Đó. Nó chùm nhánh lên luôn á. Ở bên dưới đây thì có một cái đường ống chữa cháy nè cả nhà. Còn ngoài này thì đường dây điện. Còn phía bên trong này thì đất trống không à cả nhà. Cái cây lớn này thì có mấy cái nhánh nó dè vào cái bên đó là cái sân banh cả nhà, sân đánh banh á. Còn bên này thì nó hơi chùm lên những cái phần nhánh của cây tràm bông vàng kế bên. Cây này nhánh quá to luôn cả nhà. Hiện tại thì chú Đường của Tần đang cột nối thêm sợi dây nhỏ vô cho ba cái tầng và cột cái đai vào với máy cưa. Giờ chú Đường của Tần nắm dây kéo lên cho ba cái tầng nhẹ cái nhà, nhẹ kéo. Dạ Tần mới vừa qua phía bên đây của con đường nè cái nhà, để Tần quay cho cái nhà xem. Tại hiện tại thì mặt trời đang phía sau lưng của Toàn á. Bên đây gọi qua thì sẽ sáng hơn cái nhà. Mà hơi bị vướng mấy đường dây điện. Toàn mong cả nhà thông cảm cho Toàn nha.
cắt mai trên trời này, cái này gãy dướng nhánh dưới lại trơn rồi cả nhà, dướng lại mấy nhánh dưới chưa, chưa gớt xuống như nào hết. Gớt gớt một đống xuống luôn. Tụt nhánh này ba có toàn không treo lại luôn cái này. Cắt sụ luôn. Cây này là da nó cũng còn hơi dai cái nha, cũng còn được chứ không có mục lắm. Cô cái bàn này cô trồng hay gì nè cái nha, mới dựa cho chút xíu cô la làng à. Chưa có gãy nhánh nào hết. Có tầng cột ngang cổ đó luôn cả nhà. Ba có tầng leo cao lên trên để cột dây nhỏ làm như kéo đọt luôn đi với cả nhà. Trên đó thì ba có đừng cắt mở miệng cho chú Đường với lại bác Cường kéo cái đọt vào trong sân banh luôn cả nhà, sân đánh banh. Này chắc ba có thằng cũng cắt kéo vào trong luôn á nha, có cột sẵn sợ gì lỡ. Ở trên đó có cái cây lâm bồ nó mọc trên đó.
Dạ ba cái tuần mới kéo thêm xe gì lỡ lên nữa cả nhà. Cây này còn quá cao á, nên có thể là ba cái tuần sẽ cắt bỏ thêm một hai khúc ở trên nữa, và có cột thêm sợi dây lỡ để ngồi kéo thêm cái lóng sau đó cả nhà. Dây lỡ kia kéo nữa chú Đường ơi, lỡ kia kéo nữa, cổng kia, cổng kia. Lòn lòn qua cái nhánh kìa. Ba cái thằng cưa cây bên cái kia bên kia, mình nhìn qua cây kế bên này. Chắc để tìm thế cưa cái nha. Ba cái thằng nhờ chú Đường cột một sợi dây lỡ và một cái chậu lên nữa. Ba cái tầng tính cột keo cái thân này qua cái nạn đó gì á cả nhà. Rồi gớt cái nón rồi. Một sợi dây lỡ dùng để kéo, một sợi dây lỡ dùng để treo cả nhà. Dùng hai sợi luôn.
quá già luôn. Ba người ở đó giữ xong mới kéo. Một người kéo sao nổi. Ok. Cái này nó già thiệt, già mà nó hư anh lỗ này uổng quá. Trời ơi, Vân. Vân con hổ luôn. Ồ, đè xuống vậy mà lúng cái cây kê đó luôn kìa. Này hỏng lên khúc rồi cả nhà. Quá trời, cây này nó già. Vân giống vân hổ quá. Cái cây nghiêng mà. Đốt không tới mà. Một cái quạt này anh nhả công ty nhỏ này thôi. Đốt đi nè, đốt đi. Đốt lại, đốt lại bùi chú thì nó chú xe nó luôn. Giờ bắt cái tầng chuẩn bị leo ra cái nhánh mà đi về ra đường dây điện cả nhà. Còn mua gà chứ đường ơi. Rồi. Rồi. Cắt quá bị cự à. Được rồi, chạy cái ca nước, được rồi. Mà nhà, bỏ nghe mà nó hỏi cái gì.
chứ đường vài năm nữa mua máy trợ thính đeo. Bây giờ mua được rồi. Hả? À, thôi thì thôi. Thôi thì thôi, anh là thôi thì tới mẹ. Nãy giờ làng hai ba vòng. Lúc cần không có chứ được. Lúc cần không có hả? Trời ơi ngay luôn. Chỗ khác kìa. Hai chai luôn đó. Nhà này dướng mà nhanh kê bên bạch đầu vậy đó. Mấy cái gánh này ve nó chùm lên đường dây điện quá nhiều quá cả nhà, nên ba cái đồng lấy dây chọi chọi qua cái nhánh kế bên và mồi sợi dây lỡ lên đặng hồi cột cho mấy cái nhánh nó chùm lên dây điện á cả nhà. Ba cái lần sử dụng dây nhỏ à chứ không có sử dụng dây lỡ cả nhà. Ba cái đồng gắn cố gắng chầm xích ra ngoài chút xíu để khi mà treo cắt xuống nó không quẹt đường dây điện ba pha dưới cái nhà, tại nhánh dài quá nè.
mà cái đường dây điện thì cũng gần với cái nhánh á, nên cột xích xa xa chút xíu. Giật mạnh nha, về gãy nhánh khô chú ơi. Ủa, qua đây, qua đây, qua đây. Xuống. Bự nghe chú.
ông rồi, không đến nổi đâu bác ơi, khỏi khỏi chặn nó đi. Cái này thì ba cái tầng không có treo nữa cả nhà ơi. Này là ba cái tầng cắt cho nó rớt trực tiếp xuống luôn. Và còn con dây để kéo vào trong. Nãy có hai bàn đá này ba cái thằng nhờ chứ đường với lại bác Cường giờ hai bàn đá à cả nhà. Bây giờ ba cái thằng đó là gồng lỡ đi cột kéo à cả nhà. Này hình như là ba cái tầng cột kéo hai dây hay gì cả nhà.
cái đường cái toàn quấn cái cọng dây lỡ đằng lúc đằng kia luôn. Này là để treo này vậy cả nhà ơi. Cộng dây lỡ cột chằn lại cái nha. Đây sợ ngã kéo không nổi, ngã đầu qua ngoài đường dây điện nên cột chằn lại. Hồi nó vừa ngã xuống chứ đường có toàn xả dây ra xuống luôn, nó gớt xuống luôn, nó qua khỏi dây điện rồi xả xuống luôn cái nha. Rồi, ngon lành cả nhà ơi. Ba cái tầng sáng mới cưa xuống luôn. Giờ cũng 11 giờ rồi, không biết là ba cái tầng nghỉ trưa chưa nữa. Xuống nghỉ trưa vậy ba? Vậy là xuống nghỉ trưa. Cái này đập vô cây á. Mình sẽ nhiều lắm. Vậy nãy giờ chưa biết sao không coi hoài, biết trước tôi biết rồi mà sao cọc thì ra anh tưởng hả? Giờ hiểu chưa? Vậy rồi giờ nghỉ trưa cả nhà. Rồi nghỉ mệt rồi, giờ nghỉ trưa đi, nắng quá rồi. Dạ. Không miếng gió. Còn cái vậy là cái còn một nhánh bên đó gắt gao nữa, nó qua bên cọng dây điện bên đó được. Dạ. Nhìn ngay cái dây điện mà mình nhìn song song như vậy đó, mình biết cái nhánh cây đó mới biết làm chụp bên cây. Rồi mình nhìn ở ngoài là mình dễ, còn trong điện thoại là ta không có hiểu được. Dạ rồi, vào đầu giờ chiều cứ tiếp tục thì còn sẽ tiếp tục quay cho cả nhà mình xem ha.